còn không? Tác giả Nguyễn Hiền. Tập cuối. Sau đám tang của Chiến thì ông Quang cũng xuất diện. Lúc đầu Nga muốn ba má cùng chuyển đến căn hộ hiện nay đang kinh doanh, nhưng bà Hạnh không chịu. Không ai hiểu được tâm trạng của bà lúc này. Càng thương em gái bao nhiêu thì bà càng hận ông Sáu bấy nhiêu. Dì Sáu từ khi biết tin chồng bị bắt vì tội giết người thì bà gục ngã nằm liệt giường. Tệ hơn là đứa con gái không hề chăm sóc mà bỏ đi biền biệt. Duy nhất chỉ còn người chị gái là bà Hạnh luôn cận kề chăm sóc cho em. Thời gian vừa qua xảy ra đủ thứ chuyện với gia đình ông Quang. Thôi thì chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Việc ông Sáu đi tù hay mức án như thế nào, ông Quang cũng không có can thiệp. Hôm ông Thắng có hỏi ý kiến ông về cái việc này, nhưng ông trả lời tùy pháp luật. Câu nói này tuy hơi tàn nhẫn, vì dù sao ông ta cũng là chồng của em vợ, nhưng ông ta còn giả tâm muốn giết ông thì không còn tình nghĩa gì cả. Tội nghiệp ông cụ đã chết thay ông. Nếu hôm đó người qua đời là ông Quang thì bây giờ ông còn ngồi đây để mà có ý kiến nữa hay không? Ông không có can thiệp vào chuyện này, mặc dù ai cũng hiểu người ông Sáu muốn giết chính là ông Quang. Chỉ tội nghiệp vì Sáu, chồng thì đi tù còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân. Nhớ đến cái chuyện đó, ông Quang nói với vợ. Chuyện của dì Sáu bà lo sao rồi? Gia đình họ yêu cầu bồi thường một số tiền lớn, nhưng dì làm gì có tiền. Ông Quang cầm tay vợ. Tất cả mọi chuyện liên quan đến tiền nong thì bà chủ động giải quyết đi. Nhưng đó là bù đắp cho gia đình ông cụ đã mất. Còn nếu dì bồi thường để yêu cầu gia đình họ bãi nại nhằm giảm nhẹ tội cho Dượng Sáu thì hai chị em nên bàn bạc. Chắc bà hiểu ý tôi muốn nói cái gì chứ? Hiểu chồng không muốn nói rõ. Nếu ông Sáu được bãi nại ra tù, khi đó liệu cuộc sống của gia đình ông bà có yên ổn không? Đừng có lo lắng quá. Ông cố gắng giữ sức khỏe để má con tôi yên tâm, rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Ông cứ để ông ta phải chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra. Tôi chỉ lo cho con Thúy. Còn Thúy nó làm sao? Nó hại chị nó như vậy mà còn chưa hối lỗi hay sao? Tôi chỉ tha cho nó một lần chứ không có lần hai đâu. Chỉ thương cho dì Sáu thôi. Không biết nó đi đâu từ ngày nghe tin ba nó bị tù mà không có hề quan tâm tới má của nó. Thôi, chuyện dì Sáu thì mình cũng chỉ lo phần nào thôi. Nó làm nó chịu. Bà cũng đừng có quá lo lắng rồi đổ bệnh. Thì cha con tôi biết xoay sở làm sao. Tự mình phải lo cho mình mà. Nói xong, ông lấy điện thoại ra gọi cho ông Thắng. Ông Thắng trả lời. Khỏe chưa? Tôi muốn ghé thăm ông mà bận quá. Tôi ổn, nhưng còn một vài việc cần nhờ tới ông. Còn con Sáu đúng không? Tôi đã lường trước nên đã cử người theo dõi, yên tâm điều trị nghe. Vậy tôi yên tâm rồi. Bà Hạnh ngồi bên cạnh không hiểu chồng vừa mới nói chuyện với ai, bà cũng không hỏi, nhưng nghe cách xưng hô thì đoán là ông Thắng. Bà lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng, không muốn chồng phải thêm lo lắng về cái chuyện của gia đình em gái mình. Cứ mỗi buổi chiều, một cô gái đến ngôi mộ của Chiến thắp nhang. Quá bất ngờ và sửng sốt khi nghe tin Chiến bị tai nạn qua đời, mà nguyên nhân chính là do má con của bà Hạnh nộp đơn tố cáo mất tiền vàng mừng đám cưới, nên anh phải đi tìm má lấy số tiền đó đem về thì mới gặp tai nạn. Thúy lặng lẽ đến quỳ xuống trước mộ anh mà khóc. Anh định dùng cái cách này để trốn chạy em đúng không? Cũng tại anh cứ ham tiền rồi chạy theo cái con sao chổi đó để rồi chết yểu oan ức. Tại vì mẹ con bà ta nên anh mới phải chết oan như vậy. Anh yên tâm đi, em sẽ trả thù cho anh và ba của em. Trời đang quang đãng, chợt gió từ đâu nổi lên. Thúy rùng mình bởi những âm thanh ghê rợn như tiếng hú từ trên những ngọn cây phi lao trồng quanh nghĩa trang. Cô ta hoảng sợ, vội nhanh chân chạy ra ngoài.
ôm mối hận tình với người đàn ông bội bạc. Thúy cho rằng nguyên nhân Chiến bị tai nạn và qua đời là do mẹ con bà Hạnh tố cáo với công an về việc mất tiền vàng. Mối hận với mẹ con bà ta đẩy ba cô phải đi tù. Chưa nguôi thì tiếp đến cái chết của người đàn ông mà mình yêu thương. Giờ cô phải làm sao đây? Không lẽ cứ bám lấy cái xóm nhà quê nghèo hèn mãi hay sao? Cô phải làm một cái gì đó để cho mẹ con bà Hạnh không thể coi thường cô được. Cũng chỉ vì cô nghèo hơn Nga nên mới mất Chiến. Nghĩ về người đàn ông này cô vừa hận vừa thương. Nhưng bây giờ cô phải bắt đầu từ đâu khi trong tay không có tiền? Nga cũng không có hơn cô gì đâu nếu như không có tiền của cha là ông Quang. Thử hai bàn tay trắng thì chị ta có làm được gì không? Cứ mãi suy nghĩ mà cô không để ý chiếc xe hơi đang đậu ngay bên lề đường. Đến khi xe của cô đụng vào chiếc xe đó làm cô té lăn quay xuống đường, thì vội hốt hoảng định đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó tài xế ngồi trên xe nghe tiếng va chạm phía sau liền mở cửa xe bước xuống. Thấy có một cô gái tông vào xe của mình nên quan tâm. Cô vợ, cô có sao không? Định đứng dậy chuồn cho lẹ, sợ phải bồi thường vết xước ở đuôi xe. Nhưng trước mặt cô là một chàng trai dáng vẻ phong trần, mái tóc bồng bềnh lãng tử. Từ gương mặt đến ánh mắt kết hợp với cái mũi cao thanh tú thì Thúy không có bỏ lỡ cơ hội làm quen. Úi da, em đau quá. Em đau ở đâu? Bình tĩnh đi. Bây giờ gửi xe quán cà phê bên kia đường rồi lên xe anh chở đến bệnh viện. Em làm phiền anh quá. Úi da. Phiền cái gì chứ? Cứu người là trên hết mà. Thúy cứ nhũng người trong tay chàng trai, mặc cho anh ẵm cô ngồi ngã người ra ghế sau rồi khẩn khoản chạy đến bệnh viện. Thật may mắn cho cô đã gặp được chàng trai quá tốt, đã chăm sóc cô tận tình. Anh tự giới thiệu tên Bình là chủ một chuỗi cửa hàng thời trang ở thành phố này. Sau phần giới thiệu về bản thân, anh hỏi cô. Anh giới thiệu về bản thân anh rồi, còn em? Tên em vừa xấu là vừa nghèo, anh cứ gọi em là cô gái hổng tên đi. Giàu nghèo gì ở đây chứ, có ai mà tự nhiên giàu ngay đâu, tất cả đều cần sự nỗ lực của bản thân. Em muốn được như anh nói lắm, nhưng thân đàn bà con gái yếu đuối liệu có làm được không? Anh sẽ giúp, em có chuyên môn gì? Khi biết Bình chuyên về lĩnh vực thời trang, mặc dù về chuyên môn, cô ta chỉ là một thợ may làng được Nga dạy lại, nhưng cô ta tỏ ra thành thạo về lĩnh vực này. Em chỉ đam mê về ngành may thời trang thôi. Vậy thì hợp với anh rồi, em theo anh, vừa học vừa làm, thời gian rồi sẽ cứng cáp thôi. Vậy là sau khi ra về, hai người cứ dính lấy nhau không rời. Thời gian này Bình đang gặp chuyện buồn vì bị Liên chia tay, nên nhờ có Thúy bên cạnh cũng giúp anh dời bớt nỗi buồn phần nào. Mặc dù về bằng cấp thì Thúy không đáp được nhu cầu, nhưng kinh nghiệm kinh doanh thì cô nắm bắt rất nhanh. Cô nêu những ý kiến mới lạ, tiếp thu ý kiến để trau dồi kinh nghiệm, làm cho anh hài lòng. Riêng Thúy vẫn không quên mối hận với gia đình bà Hạnh, nhưng cô chưa dội ra tay, mặc dù trời thương đã cho cô gặp Bình. Cô cần thời gian để có thể vững vàng tự lập mà không cần có sự can thiệp của Bình. Khoảng 3 tháng nữa thôi, 3 tháng nữa là mày sống cũng không bằng chết, Nga. Rồi tao sẽ chống mắt lên coi mày phải đau khổ như thế nào. Vậy mà cũng nhanh thiệt. Từ ngày Chiến qua đời đến nay cũng đã hơn 6 tháng. Mỗi lần nhìn cái bụng của Nga là Ngân lại thích thú. Con nuôi của má, có biết rằng má đang chờ con từng ngày không? Nga cười cười. Thôi má Ngân với ba Hải làm ơn cưới lẹ rồi tự sanh con giùm tôi cái đi. Ở đó mà tranh giành con với tôi nữa. Đừng có mà nuốt lời nghe không? Nhất định con trai trong bụng mày là con của tao, đừng có mà liên thuyên. Thì có ai nói gì đâu. Nụ cười trên môi Thùy Ngân dục tắt khi cô nhớ ra một chuyện. À mà nè, còn cái chuyện này nữa, tao phải nói, không thì quên đó. Hôm qua, đi siêu thị mua đồ, tao nhìn thấy ông Bình đó. Nga cười nheo mắt tinh nghịch chọc bạn. Thì kệ người ta đi. Mà bây giờ mày cũng có ông Hải rồi, đừng có nhắc cái tên đó nữa, coi chừng ông Hải lại buồn đó. Mày nghĩ tao là ai mà còn tiếc người đàn ông bội bạc đó chứ? Nhưng biết ổng đi với ai không? Ổng đi một mình hay đi với ai thì có liên quan gì tới tao? Có,
bởi người đó là em của mày. Vừa nghe Ngân nói, Nga giật mình ngẩng lên. Mày nói cái gì? Ông Bình đi với em tao, ta chỉ có con Thúy là em thôi, mà sao hai người lại quen nhau chứ? Ngân tỏ ra lo lắng. Họ quen nhau thì làm sao mà tao biết được, nhưng tại sao họ lại liên kết với nhau thì tao biết, bởi đó là đối thủ của hai đứa mình, họ đang muốn cạnh tranh thị trường với tụi mình đó. Nghe nói đến Thúy, Nga chợt nhớ đến những việc làm trước kia, mang tiếng là em bà con với cô, nhưng bản chất Thúy hẹp hòi, cứ thấy Nga hơn một chút là tỏ ra ghen tức, nhất là khi Chiến từ chối cô ta và lấy Nga. Nhưng bây giờ Chiến cũng mất rồi, vậy cô ta còn định làm gì nữa chứ? Việc này có nên nói với ba má hay không? Thấy bạn tỏ ra lo lắng, Ngân cười. Mày lo làm gì chứ? Ông Bình ngày trước đã hại tao một lần rồi, nhưng hồi đó vì yêu và tin ổng nên tao mới bị ổng lợi dụng, còn bây giờ thì còn phía. Tao thì nghĩ khác. Đến lượt Ngân cũng im lặng ra chiều suy nghĩ. Cô không hiểu bằng cách nào mà Bình lại có thể quen với con Thúy. Hai người ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Anh đã hại cô một lần, bây giờ còn định bày trò gì nữa? Cô chỉ lo cô ả Thúy ích kỷ và độc ác. Liệu cô ta muốn cái gì? Cô chỉ lo cho Nga bụng mang dạ chữa như thế này, mà xảy ra chuyện gì thì tội nghiệp lắm. Còn sở dĩ Nga cũng bỏ lửng câu nói vì cô đang khó hiểu tại sao Thúy lại quen được với Bình. Trước đây, Bình phản bội Ngân để cặp với Liên. Vậy mà Liên đâu mà để hai người công khai tình cảm như vậy chứ? Rồi cô lại nghĩ đến ba. Nếu ba biết chuyện này thì nhất định ba sẽ không có bỏ qua. Nhưng nếu không nói với ba thì lỡ xảy ra chuyện gì thì không biết cô phải ăn nói với ba như thế nào. Tốt nhất cứ nên nói thì hơn. Nghe con gái nói những nghi vấn đối với Thúy, ông Quang trầm ngâm suy nghĩ. Từ khi Chiến qua đời thì cô ta không có về nhà, cũng không quan tâm gì đến mẹ, mà bỏ đi biền biệt thì ông cũng đã đặt ra những giả thiết. Nhưng ông không ngờ đến tình huống này, cô ta cặp với cậu Bình là nhằm ý gì? Có bao giờ cô ta muốn phá công việc kinh doanh của con gái ông không? Ông thề với mình rằng nếu cô ta vẫn không buông tha cho con gái đang bụng mang dạ chữa như vậy thì ông không bao giờ tha thứ. Từ hôm ra bệnh viện đến nay, mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng ông rất bận. Có những việc do cậu Chiến mất đột ngột nên không có kịp bàn giao. Đau đầu nhất là việc số tiền vật tư mà con rể ông ứng để thanh toán cho các dựa vật liệu xây dựng. Nhưng tiền thì đã nhận mà chưa có thanh toán cho họ. Vậy số tiền đó hiện nay đang ở đâu? Liệu Nga con gái ông có biết không? Bây giờ lại tiếp tục xảy ra cái chuyện này. Mà từ hôm đó đến bây giờ cũng chưa thấy ông Thắng báo gì về việc theo dõi con Thúy. Có lẽ ông nên thuê thám tử theo dõi cho tiện. Có gì thì báo với ông Thắng can thiệp. Suy nghĩ một hồi rồi ông động viên con gái. Con đang bầu bì, không có nên lo lắng quá. Việc này để cho ba. Ba thì đang còn yếu. Hơn nữa mình chưa biết được ý đồ của cô ta là như thế nào. Cậu mình này thì chỉ tham tiền nên muốn làm giàu nhanh thôi. Nhưng tại sao cô ta lại biết mà tiếp cận với cậu Bình chứ? Theo con nghĩ, việc này không có loại trừ có liên quan đến cái chết của anh Chiến. Cầm tay con gái, ông Quang động viên. Thời gian này con hạn chế đi ra ngoài, còn mọi việc để cho ba tìm hiểu, xem ý định của cô ta muốn cái gì thì mình mới biết để mà tránh được. Rồi ông gọi cho cậu Vinh, căn dặn một số việc ở công trường và cũng không có quên nói cho Vinh biết về Thúy. Nghe xong thì anh vô cùng lo lắng. Bác dặn Nga phải hết sức cẩn thận, cháu sẽ thường xuyên ở bên để bảo vệ cho em ấy. Cảnh giác thôi, chứ cháu nghĩ cô ta cũng không có dám làm gì đâu. Nghe Vinh nói với ba mình như có vẻ lo lắng, Nga cầm điện thoại nói chuyện với Vinh. Hồi anh Chiến còn sống thì còn lo này lo nọ, chứ nay ảnh mất rồi thì còn chuyện gì nữa. Không lẽ nó muốn phá cửa hàng của em? Làm vậy thì được cái gì? Nó không có sợ pháp luật hay sao? Vinh trấn an cô. Mình chưa biết ý của người ta thì chưa có kết luận. Tốt nhất là em nên cẩn thận, không có nên ra ngoài. Nếu có việc gì thì anh đến chở đi. Dạ, em biết rồi. Ông Quang lên tiếng nói với Vinh. Tôi có việc phải ra ngoài, cậu giúp tôi quản lý công việc ở công trường. Nói xong không chờ Vinh trả lời, ông cúp máy rồi lên xe đến thẳng văn phòng thám tử. Sau đó thì ông Thắng gọi tới. Alo,
À, tôi cũng định gọi cho ông đây nè. Gặp nhau đi, ông đang ở đâu rồi tôi tới. Chưa kịp nói gì với ông Thắng để lên kế hoạch bảo vệ con gái thì ông Thắng đã nói trước. Cô thí con gái ông Sáu chắc có vấn đề về thần kinh rồi. Sao ông lại nói như vậy? Chiều nào cô ta cũng ra nghĩa trang thắp nhang cho cậu Chiến. Ông Quang tỏ ra bất ngờ. Nó với thằng Chiến là anh em cùng cha khác mẹ mà. Chắc là cô ta không có biết nên vẫn tôn thờ một mối tình bệnh hoạn với cậu ta đó. Tôi chỉ mong nó để con bé Nga được yên ổn là được rồi. Còn nó muốn làm cái gì thì kệ nó, tôi không có bận tâm. Tụi trẻ bây giờ không có giống tụi mình ngày xưa đâu. Hễ cay cú một cái chuyện gì đó là nghĩ đến trả thù. Cô ta cứ nghĩ cha cô ta đi tù và nguyên nhân cái chết của cậu Chiến là do ông gây ra. Khỉ gió gì chứ. Nhà tôi làm cái gì cứ thấy người ta hơn nhà mình là ganh tị rồi giở trò. Thiệt tình à. Ông Thắng cười phá lên. Ai biểu nhà ông nhiều tiền hơn nhà nó làm chi? Ông có biết tôi phải vất vả thế nào mới có được những đồng tiền như bây giờ không? Thiệt tình nghĩ là con gì Sáu, hơn nữa không có muốn cho vợ tôi buồn, chứ không thì giờ đây nó cũng giống như thằng cha nó rồi đó. Ông nói vậy là có ý gì? Cô ta phạm tội gì mà ông không có tố giác? Ông có biết vì sao mà con Nga nhà tôi lại lấy thằng Chiến không? Chính là do con Thúy nó bỏ thuốc kích dục vào bình nước cho hai đứa nó uống. Cũng vì sĩ diện gia đình mà tôi đồng ý cho đám cưới, nhưng không ngờ đó lại là quyết định sai lầm. Ông Thắng trách bạn. Ông sai rồi, tại sao lại không nói với tôi? Ông có bằng chứng không? Nó đe dọa thằng Chiến, toàn bộ nội dung tôi đang giữ đây nè. Ông đưa điện thoại cho tôi đi, vậy là đủ rồi, phải bắt cô ta ngay thôi. Nghe ông Thắng nói mà ông Quang chỉ biết im lặng, cũng chỉ vì chữ tình, hơn nữa lại là người trong gia đình mà ông đành bỏ qua. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, không còn cách nào khác, ông phải chấp nhận để luật pháp giáo dục cô ta. Có như vậy thì con gái ông và cháu ngoại mới được bình yên. Đã hai ngày rồi mà không thấy Bình gọi cho mình, Thúy cảm thấy bực bội, nhưng vì đang muốn lấy lòng anh nên cô vẫn phải tỏ ra là một cô gái yếu đuối. Nhưng biết bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu làm cho cô khó chịu. Tại sao anh không gọi cho cô? Vì bận hay anh đang ở bên cạnh một người con gái khác? Cô đã một lần mất Chiến rồi thì lần này nhất định cô phải phôn ngoan và không thể để con mồi tuột khỏi tay của mình. Chuông điện thoại reo vang, nhìn màn hình là má cô gọi. Chưa kịp nghe thì lại có cuộc gọi đến. Cô tươi ngay nét mặt bởi đó là của Bình. Cô liền nghe máy giọng hết sức nhẹ nhàng. Alo, em nè. Giọng của Bình có vẻ mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay anh bận quá nên không có ghé em được. Anh giữ gìn sức khỏe nghe. Em nghe giọng nói có vẻ mệt mỏi đó. Đã xảy ra cái chuyện gì phải không? Tiếc rằng em không có giúp được gì cho anh trong lúc này. Cũng có một vài rắc rối làm cho anh đau đầu. Khó khăn lắm mới có một đơn hàng mà lại rơi vào tay của người khác. Thúy hỏi dồn. Em chúa ghét những người làm ăn không có uy tín. Tại sao anh không cạnh tranh công bằng chứ? Mà khách hàng cũng vậy nữa. Tại sao đã làm việc với mình rồi lại thay đổi? Cũng không trách được khách hàng đâu. Họ có tiền là có quyền. Vậy anh định cho qua chuyện này hay sao? Ít nhất cũng phải dằn mặt cho nó sáng mắt ra chứ. Nếu không lần nào nó cũng cướp khách hàng của mình thì còn ăn ăn gì nữa. Thấy Bình im lặng, Thúy tỏ ra khó hiểu. Anh sao vậy? Em không có nghĩ anh là nhát gan đâu nghe. Không có phải là nhát gan mà... Bình phải trả lời thế nào đây? Khi khách hàng này trước đây là khách hàng của Ngân mà anh giành được. Không hiểu bằng cách nào mà bây giờ người ta cứ muốn ký hợp đồng với cô và thẳng thừng từ chối hợp tác với anh. Mặc dù anh đã hạ giá thành sản phẩm xuống 10%. Thấy Bình im lặng làm cho Thúy càng tò mò. Em không biết gì lý do gì anh có thể giao việc này cho em không? Em định xử lý thế nào đây? Gặp nhau đi, chuyện này không có nói qua điện thoại được. Ok, chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh ghé. Bình đón Thúy đến quán cà phê ở bờ sông. Ở đây tương đối yên tĩnh và mát mẻ. Hai người chọn một cái bàn khuất. Nghe Bình nói mà Thúy giật mình. Nhất là khi anh nhắc đến tên của Nga chị cô.
Nhưng may là trời tối nên anh không có nhận ra vẻ hoảng hốt hiện lên trên gương mặt của cô. Đúng là oan nghiệt mà. Cô đang chưa có nghĩ được cách gì để trả thù cho ba cho Chiến thì không ngờ thời cơ lại tới. Nhưng bây giờ phải bắt đầu từ đâu? Cô bực bội nhất là Bình không có nói trước với cô mà để khi khách hàng từ chối rồi mới nói. Em có thể biết khách hàng là ai không? Khách hàng là người nước ngoài. Trước đây là khách hàng của Ngân, nhưng anh đã thu hút về công ty của mình. Nay họ không có hợp tác nữa. Lý do, anh có biết nguyên nhân gì không? Họ không có nói, chỉ trả lời là không có hợp tác thôi. Chắc bỏ hợp đồng này đi em à, anh sẽ cố gắng tìm cái khác. Anh cứ làm như trò chơi vậy đó. Bỏ là bỏ làm sao? Cho dù mất hợp đồng này thì anh cũng phải cảnh cáo cho cô ta một bài học chứ. Nhìn gương mặt giận dữ, hai mắt quắc lên làm cho Bình giật mình. Đâu rồi một cô gái ăn nói nhỏ nhẹ, gương mặt ngây thơ như thỏ non mà hằng ngày anh từng muốn được đùm bọc chở che, mà thay vào đó là một cô gái mang dáng vẻ sành sỏi và có phần đanh đá. Thấy Bình chăm chăm nhìn mình làm Thúy giật mình, nhưng cô ta vội chuyển sang trạng thái ngây thơ ổng ẹo. Bộ mặt của em dính lọ nghẹ hay sao mà anh nhìn em dữ vậy? Không, không có gì. Anh lạ lắm đó nghe, nhìn chằm chằm làm người ta mắc cỡ à. Cô ta lại nũng nịu dựa đầu vào vai anh, nhưng hình ảnh của cô ta hồi nãy vẫn còn ám ảnh chưa thôi. Gỡ tay Thúy ra khỏi cánh tay của mình. Thôi, bây giờ anh đưa em về. Em chưa muốn về, còn sớm mà. Anh còn có một số công việc cần phải giải quyết, mình về đi. Nói xong, không chờ cô trả lời, Bình liền đứng dậy. Bất đắc dĩ, Thúy đành miễn cưỡng đứng theo. Cô cũng cần có không gian yên tĩnh để tìm cách trả thù. Cô hận ông trời đã không công bằng với cô. Tại sao ông lại ưu ái cho cô ta chứ? Cứ hình dung Nga ký được hợp đồng lớn này thì sẽ giàu có như thế nào? Cô ta giỏi cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là ăn cướp của Bình mà thôi. Không nghĩ thì không sao, nhưng hễ cứ nghĩ tới là lại thêm cay cú. Chợt nhớ đến cuộc điện thoại của má hồi tối. Thúy vội lấy điện thoại gọi về nhà thì thấy mấy cuộc gọi lỡ của má. Không biết có chuyện gì mà má cứ làm phiền mình. Cô gọi cho má với giọng bực dọc. Alo, má gọi cho con có gì không? Tiếng bà Sáu ở đầu dây bên kia có vẻ mệt mỏi. Ủa, không lẽ phải có việc gì thì mới gọi cho con hay sao? Có chuyện gì thì má nói lẹ lên đi. Bây giờ con phải đi làm kiếm tiền. Không lẽ suốt đời cứ chấp nhận cuộc sống nghèo hèn mãi hay sao? Con đang trách má đó hả Thúy? Con nói không đúng hay sao? Má và bác Hạnh là hai chị em mà cuộc sống hoàn toàn khác nhau à. Con có làm gì nên tội mà lại đầu thai vào làm con của má chứ? Chị Nga thì hơn con cái điểm nào? Tại sao được sống trong nhung lụa lại còn luôn gặp may? Còn con thì sao? Má xin lỗi. Con à. Lúc này Thúy mới chợt tỉnh, cô dò hỏi má. Má, sao ho dữ vậy? Bà Hạnh ở bên cạnh mà không có đưa má đi bệnh viện hay sao? Thôi được rồi, sáng mai con về. Sáng hôm sau, cô tranh thủ về nhà thăm má. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tại sao chứ? Lần trước cô đã làm một lần, mục đích hại đời con gái của Thanh Nga và uy hiếp Chiến phải lấy cô. Nhưng không ngờ, sự thật lại khác. Hai người lấy nhau như cái gai đâm ở trước mắt làm cô khó chịu. Nhưng lần này xem còn ai bảo vệ cho chị ta nữa hay không. Sáng nay ngồi một mình trong phòng, Thanh Nga bỗng thấy nhớ chồng da diết. Cô lấy điện thoại của Chiến ra đọc những dòng tin nhắn tràn đầy yêu thương mà anh đã gửi cho cô. Bỗng cô chú ý đến camera mà anh cài đặt trên điện thoại. Cô thắc mắc anh gắn để làm cái gì và gắn khi nào cô cũng không biết. Chợt cô giật mình khi thấy Thúy từ bên ngoài nhà đi sang nhà cô, rồi nhìn trước nhìn sau một lúc rồi lại đi ra. Lần thứ hai chắc ba má cô không có ở nhà nên cô ta đến khu vực giếng nước. Cũng đứng nhìn trước ngó sau, không có ai thì lấy từ trong túi ra một gói giấy màu trắng, mở ra rồi đổ toàn bộ cái số bột đó xuống giếng. Tờ giấy gói cái thứ bột đó thì cô ta vô duyên rồi ném vào cái bụi hoa hồng. Làm xong mọi việc thì cô ta nhanh chân quay trở về. Không kịp suy nghĩ, Thanh Nga vừa gọi cho ba. Ba ơi!
Ông Quang từ đầu dây bên kia trả lời: Hôm nay con có về nhà không để ba cho xe tới đón? Giọng Thanh Nga thất thanh: Con Thúy nó bỏ cái gói bột gì đó xuống giếng nhà mình đó ba. Ba nói má không có được xài giếng nước đó hen. Rồi con về ngay. Ông Quang tỏ ra tức tối: Nó tới xấu nó rồi, định giở trò với ông già này hay sao? Tức thì ông phone và báo cáo tình hình cho ông Thắng biết, và ông Thắng yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Khi công an đến thì Thúy không có nhà. Dì Sáu khóc lo lắng cho con gái. Chính dì cũng không hiểu tại sao mà hết chồng bây giờ lại đến con gái của bà hãm hại gia đình của anh chị Hạnh chứ. Bà không tin, bà quyết bảo vệ cho con. Con gái của tôi về thăm má bệnh rồi vội đi ngay. Tôi nghĩ có lầm lẫn gì đây. Chứ bác Hạnh của nó cũng giống như má nó, hà cớ gì lại làm cái chuyện vậy chứ. Chúng tôi đang lấy mẫu nước giếng gửi đi xét nghiệm, có kết quả sẽ trả lời cho bà. Không phải đâu ông cán bộ ơi, con Thúy nhà tôi nó hiền khô à. Tôi dám mang cái thân già này ra đảm bảo rằng nhất định là nhầm lẫn. Ông Thắng cũng cảm thấy rắc rối khi bà Sáu cứ khóc lóc đi theo Thanh Minh, Thanh Nga, giải thích rằng con gái bà ta hiền lành dễ thương. Một mặt ông cử trinh sát bám sát nhất cử nhất động của cô ta ở thành phố. Nếu biết đã bị bại lộ thì nhất định cô ta sẽ nằm im. Thiệt có nằm mơ cô ta cũng không ngờ vì bị uy hiếp nên cậu Chiến đã bí mật lắp camera mà không ai biết. Thấy chồng báo công an bắt cháu của mình, bà Hạnh giận dỗi bỏ ăn nằm trong phòng khóc, làm cho ông Quang cũng muốn phát điên. Lần đầu tiên suốt mấy chục năm nên vợ chồng bà luôn nhường nhịn thương chồng con. Vậy mà nay bà chống lại ông, yêu cầu công an không được bắt con Thúy nhà dì Sáu. Bây giờ Dượng Sáu đi tù, bà chỉ còn duy nhất một cô em gái. Con Thúy thì cũng lên thành phố kiếm việc làm. Mẹ của nó bị bệnh tật buồn rầu, cứ côi cút một mình, làm cho bà thương lắm. Vậy mà bây giờ công an lại còn về đây tìm bắt con Thúy. Từ ngày có công an xuất hiện, cả cái xóm nhỏ này bỗng không có còn yên bình. Người ta đi ra đi vào chỉ trỏ vào nhà của dì Sáu, rồi thì thầm bàn tán, làm cho bà khó chịu. Tức nhất là người báo công an lại chính là ông Quang, chồng của bà, thì bà không bao giờ bỏ qua. Công an nói con Thúy bỏ cái thứ bột gì đó xuống giếng nước, chắc là thấy giếng có nhiều rong rêu nên khử đi thì càng tốt chứ sao. Việc gì mà phải mời công an này nọ chứ. Mãi suy nghĩ thì tiếng của ông Quang gọi làm cho bà giật mình. Bộ bà không có nấu nướng gì hay sao? Bà không trả lời, nằm quay mặt vô tường. Nhưng khi tiếng chân của ông Quang xa dần thì bà lại chột dạ. Có bao giờ ông ấy bỏ bà nằm một mình ở nhà mà đi lên thành phố chứ con Nga không? Xoay người lại, he hé mắt nhìn ra ngoài, tất cả đều im lặng không một tiếng động. Đúng là đàn ông tệ bạc quá mà, nói vậy mà cũng bỏ đi được à. Vẫn không có động tĩnh gì, bà rón rén đi ra ngoài thì giật mình khi thấy ông Quang đang ngồi lù lù nơi phòng khách. Thấy bà đi ra, ông Quang chỉ cái ghế đối diện cho bà ngồi rồi nói hết sức nghiêm túc. Bà ngồi xuống đó đi. Tôi không có ngồi. Bà không ngồi thì đứng đó đi. Bà Hạnh cũng tỏ ra hết sức bực tức. Tôi không ngồi cũng không đứng, ông làm gì tôi? Giỏi thì ông gọi công an tới bắt tôi luôn đi. Thật hết chỗ nói mà. Bà có biết tại sao tôi phải gả con Nga cho thằng Chiến không? Con gái lớn thì lấy chồng thôi. Con Nga cũng đồng ý lấy thằng Chiến chứ có phải là ép buộc gì đâu. Tôi thật không có ngờ con người ông lại tệ bạc như vậy. Thằng Chiến nó qua đời rồi mà ông còn đào xới cái chuyện này lên thì ông mới hả dạ hay sao? Bà là mẹ, bà không có hề quan tâm tới con gái mình đang gặp cái chuyện gì. Tôi đang nghĩ đến dì Sáu mà tha thứ cho con Thúy. Không ngờ nó không có hối cải mà vẫn tỏ ra ích kỷ, ganh ghét, thù hận với chị em của mình. Thì tôi phải nhờ đến xã hội dạy dỗ nó. Bà Hạnh nghe thấy vậy thì đứng lại, quay sang hỏi gằn: Con Thúy nó làm cái chuyện gì mà ông nói tha thứ? Chính con Thúy nó bỏ thuốc kích dục vào cái bình nước để thằng Chiến hại đời con Nga. Hai ông bà đột nhiên giật mình quay ra ngoài, bởi nghe một tiếng động ngay ở cửa. Dì Sáu vừa sang và nghe trọn câu nói của ông Quang về con gái của mình, bà chỉ kịp ú ớ rồi lăn ra bất tỉnh. Hai ông bà vừa đỡ dì Sáu vào nhà, bà Hạnh nhìn chồng tỏ ra trách móc. Tại ông nên mới xảy ra cớ sự này, bây giờ phải làm sao đây? Cố gắng lên đi em, chuyện đâu còn có đó.
Như mọi lần thì dì Sáu sẽ hỏi xem tại sao, nhưng lần này mặc dù bà Hạnh có nói hết lời thì dì vẫn im lặng. Hai dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống gối. Bởi với ai thì dì còn không tin, chứ ông Quang mặc dù là anh rể nhưng dì tin tưởng như cha mình. Mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều một tay anh Quang lo hết. Chính vì vậy, câu mà anh ấy nói ra là dì tin tuyệt đối. Giờ đây, sự ân hận và đau khổ làm cổ họng dì tắc nghẹn. Hai dòng nước mắt cứ chảy, may ra hy vọng nó có làm dơi đi bớt nỗi đau đớn đến tột cùng. Hai chị em dì chỉ có duy nhất hai đứa con gái là Nga và Thúy, thì dì đều xem như con. Vậy tại sao con gái của dì lại có cái tính xấu xa ích kỷ như vậy? Nhớ lại cách đây mấy ngày, nó còn gọi điện trách móc dì sinh nó ra mà không giàu có, và nó còn than thân trách phận là đầu thai vào gia đình nghèo, nên nó bị thiệt thòi. Cứ tưởng sau cái buổi tối bị cậu Chiến từ chối, nó cũng buồn và trở nên lầm lì, nhưng thật không ngờ nó lại đang tâm hại chị của nó như vậy. Ngồi bên cạnh em, bà Hạnh bề ngoài tỏ ra cứng rắn và có phần ương bướng với chồng. Nhưng thật ra, lòng của bà đau đớn lắm. Tại sao con Thúy lại dám làm những cái chuyện tày đình với chị nó như vậy? Tức con Thúy, nhưng bà cũng giận chồng bởi việc lớn như vậy mà ông cũng giấu bà. Nhưng rồi bà lại nghĩ chắc thời gian qua ông Quang chồng bà cũng phải đau khổ rất nhiều khi chứng kiến chuyện đau lòng như vậy với đứa con gái duy nhất của mình mà không làm gì được. Vì kẻ gây ra chuyện này lại chính là cháu ruột của vợ. Ông đã chịu đựng một mình mà không muốn bà phải khó xử với dì Sáu, rồi cùng với con Nga tự tìm lối giải quyết. Vậy mà bà còn nóng giận la lối kết tội ông. Nhưng bây giờ, nhìn dì Sáu rủ rượi như vậy thì bà biết làm sao. May mà dì ấy không có biết việc cậu Chiến là con ruột của ông Sáu với bà Tuyết. Nếu không thì dì liệu có sống nổi hay không? Để dì Sáu nằm trong phòng, bà Hạnh đi ra ngoài phòng khách thì không thấy ông Quang đâu. Hóa ra chồng bà đang nói chuyện điện thoại với một ai đó ngoài sân. Bà lại thắc mắc không hiểu chuyện gì mà ông không nói chuyện trong nhà mà phải ra ngoài sân như vậy. Nhẹ nhàng bà đi đến từ phía sau nghe lén cuộc nói chuyện thì chỉ kịp nghe được mấy câu gì đó về việc phá thai. Cái gì? Phá thai? Ở đây chỉ có một mình con gái bà là đang có thai chứ đâu còn ai. Hay chồng bà có bao giờ phản bội bà không? Lắc đầu rũ bỏ mấy ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, bởi với ai thì bà không biết chứ riêng chồng bà thì không bao giờ. Bà còn nhớ hồi còn trẻ, ông làm công trình nên thường đi suốt, bà dướng con nhỏ nên không thể theo mãi được. Vậy mà còn không có chuyện gì, huống chi là bây giờ già rồi. Nhưng còn chuyện phá thai mà ông đang nói với ai đó thì sao? Bà cũng thắc mắc và muốn nghe lời giải thích nhưng lại sợ không dám hỏi. Nói chuyện điện thoại xong, ông Quang quay vào nhà thì thấy vợ đang đứng như trời trồng phía sau mà hai mắt đã đầy nước. Ông lại gần ôm vai bà an ủi. Tôi mới vừa nói chuyện với ông Thắng, đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước giếng. Gói bột trắng mà con Thúy nó thả xuống giếng nhà mình là thuốc phá thai, nhưng may mà con Nga không ở nhà, hơn nữa nước trong lu còn nhiều nên bà chưa có dùng tới. Bà Hạnh hoảng hốt la lên. Trời ơi, con Thúy này chắc là bị điên rồi. Vậy là nó cố ý hãm hại con Nga chị của nó. May mà thằng Chiến lắp camera để theo dõi, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Vậy bây giờ phải làm sao để bảo vệ con mình? Tôi rối quá ông à. Ông Quang mím chặt môi đến chảy máu, giọng rít lên giận dữ. Bảo vệ cách nào khi mà nó ở ngay bên cạnh, thậm chí ở ngay trong cái nhà này? Cũng vì thương dì Sáu bị chồng phản bội, đã có con ở bên ngoài mà lâu nay không hề biết. Bây giờ lại thêm cái chuyện của con Thí thì dì ấy sẽ sống như thế nào đây? Trời ơi, ông nói nhỏ thôi, dễ nghe được bây giờ. Đến nước này mà bà còn muốn giấu cái gì hả? Chuyện rành rành ra đó, không lẽ dì ấy không có biết? Tôi thật sự không hiểu nổi bà luôn đó. Vừa từ trong nhà đi ra, dì Sáu nghe trọn câu nói của anh rể. Bà loạn chọn xém té, nhưng may bám vào bức tường ngay trước hiên nhà. Lần này bà gần như quá đá, đứng chết chân mà không hề khóc. Hai mắt ráo quảnh dằn đỏ, môi mím lại nhìn thật là ghê sợ. Bà lên tiếng. Anh chị làm cái gì ngoài đó? Cả hai ông bà giật mình quay lại. Bà Hạnh vội nhanh lại đỡ em gái.
Em ra đây làm cái gì? Còn yếu thì nằm nghỉ ngơi đi. Em không sao. Anh chị không phải lo cho em. Vậy thì vô nhà đi. Cả ba người đã vào trong nhà. Ông Quang nhìn vợ như ngầm nói bà lên tiếng. Nhưng chưa cần ông Quang nói gì, bà Sáu đã lên tiếng trước. Em biết hết mọi chuyện rồi, kể cả chuyện của ông Sáu. Nhưng vì con Thúy mà em cố gắng chịu đựng cho nếp nhà được yên. Nhưng này, chính bản thân nó đã gây nên chuyện tày định với gia đình ân nhân của nó, thì thật không còn gì để nói. Bây giờ em đã suy nghĩ kỹ và quyết định. Ông bà Quang giật mình, không biết giờ rồi dì đã biết được cái gì. Bà Hạnh hỏi dò. Chuyện gì chứ? Con Thúy nó đã lớn, mình không dạy được thì để xã hội dạy dỗ. Khi trong đầu của nó chứa đầy hận thù ích kỷ, thì không sớm thì muộn nó cũng lại gây tội. Chuyện này anh chị không có thể bao che cho nó được nữa. Vì giữ sức khỏe, đừng có lo nghĩ nhiều rồi bệnh lại khổ. Mình phải tự lo cho mình, chứ không có trông chờ vào người khác được đâu, kể cả con cái. Mắt buồn xa xăm, bà Sáu nói với chị. Là một người mẹ, khi con mình đi lầm đường mà gây tội ác, thử hỏi làm sao mà không đau lòng. Làm sao mà em có thể sống thanh thản những tháng ngày còn lại được hả chị? Nhưng ý em đã quyết, nên anh chị cũng đừng có bận tâm. Thôi thì là một người mẹ mà không có dạy dỗ giáo dục được con, em chỉ biết xin lỗi anh chị và cháu Nga. Còn con Thúy nó gây nên tội thì để pháp luật dạy dỗ nó. Hy vọng một ngày nào đó nó trở thành người tốt và còn có ngày trở về. Thật tình là lúc nghe tin nó hại con Nga rồi lại còn gửi hình cho tôi thách thức là tôi cay đắng lắm. Nhưng nghĩ dù sao nó cũng là con là cháu, chẳng qua cũng chỉ vì yêu mù quáng một chàng trai mà hại chính chị của mình nên tôi bỏ qua. Nhưng nó không những hối cải mà vẫn tiếp tục tìm cách hãm hại cháu Nga và vợ chồng tôi, thì tôi bắt buộc phải ra tay. Tôi chỉ sợ dì suy nghĩ rồi buồn mà bệnh thì khổ. Nghe đến đó, dì Sáu cay đắng ngắt ngang lời ông Quang. Em biết anh chị nói cái gì, nhưng anh không phải lo cho em. Em đã quyết rồi. Những năm tháng cuối đời em sẽ quy y sám hối ngày đêm ở trong chùa để giảm bớt tội lỗi cho con. May ra ở kiếp sau nó sẽ đầu thai vào nhà giàu để trở thành người tốt. Nghe em mình nói sẽ quy y trong chùa, bà Hạnh sửng sốt. Vì sao nói gì vậy? Chuyện đâu còn có đó, dì đừng có nghĩ quẩn nghe không? Vẫn cái giọng đều đều, dì Sáu nói tiếp. Em đang nói hết sức nghiêm túc, anh chị đừng có lo. Có một điều em nhờ anh xin công an cho em gặp ông Sáu một lần. Ông Quang chân thành. Tôi nghĩ dì không nên gặp lại ông ấy, chỉ làm dì thêm đau lòng thôi. Người đàn ông đã phản bội dì mà có con ở bên ngoài như ông ấy thì còn luyến tiếc làm gì. Hãy để cho ông ấy những năm tháng cuối đời trong tù mà sám hối đi. Dì Sáu cứng rắn. Em gặp ông ta để yêu cầu ly hôn. Kiếp ở trần gian này ông ta dối lừa đầy ải cuộc đời của em mấy chục năm là đủ rồi. Em muốn được giải thoát để quy y cửa Phật. Ông Quang trả lời dứt khoát. Tôi hứa sẽ giúp dì việc này. Còn việc gì quy y cửa Phật thì dì nên suy nghĩ lại. Ở đây mặc dù dì không còn chồng con, nhưng bên cạnh dì vẫn còn vợ chồng tôi và cháu Nga. Mai mốt hai chị em hữu hỷ với nhau chứ cháu ngoại, rồi chờ ngày con Thúy nó trở về. Cuộc sống sướng hay khổ đều do mình tạo ra. Bà Sáu nghe nói cảm động nghẹn ngào. Cũng may bên cạnh bà lúc này còn vợ chồng chị gái và cháu Nga rất tốt. Bà cũng cần suy nghĩ chờ con gái ngày trở về. Thôi thì người mẹ như bà lúc nào cũng hy sinh vì con. Em cảm ơn anh trẻ. Em sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng còn con Thúy, việc đó thì còn tùy thuộc vào sự thành khẩn của nó nữa. Cả đêm qua không ngủ được, không hiểu sao dạo này Thúy bỗng cảm thấy bất an, hình như có người đang theo dõi mình. Nhưng cô nghĩ đủ cách mà không thể tìm ra được lý do. Có bao giờ Bình có tình nhân? Không lẽ lại là người của cô bồ của anh Bình theo dõi cô? Từ khi gặp và quen anh Bình, cô chỉ biết trước đây anh đã kết hôn, nhưng không có biết gì một lý do gì mà hai người lại chia tay. Rồi sau đó anh ăn ở như vợ chồng với một người mẫu tên Liên. Nhưng Bình nói với cô là chia tay Liên trước khi gặp cô, do hai người luôn bất đồng quan điểm ngay trong cách sống và công việc. Vậy thì ai chứ?
Nếu nói là Nga thì cô khẳng định là không, vì Nga vốn hiền lành lại đang bầu bì thì làm được cái gì? Chuông điện thoại reo vang, nhìn màn hình lưu tên Duyên. Lúc đầu cô định tắt không có nghe, nhưng chợt nhớ Duyên bạn cô ở cùng xóm thì cũng tiện hỏi xem má cô có khỏe chưa. Cô lên tiếng. Alo, tao nè. Mày có đang ở cạnh ai không? Thúy tỏ ra bực bội. Mày có khùng không hả? Khi không tự nhiên cứ gọi điện điều tra tao là sao? Tao ở một mình hay đang ở cùng ai thì có liên quan gì đến mày chứ? Cái con này, tao hỏi là tốt cho mày thôi. Nếu vậy thì tao không có nói nữa. Người đâu mà đanh đá thế ớn à. Thấy vậy Thúy xuống nước. Tại thấy mày hỏi vô duyên nên tao mới ngạc nhiên thôi. Bỏ qua nghe, có chuyện gì mày nói đi. Tao tò mò quá rồi đây nè. Tao muốn hỏi nhà mày có chuyện gì mà công an đến quá trời vậy? Vừa nghe đến hai tiếng công an là Thúy hoảng sợ, im lặng một hồi để lấy tinh thần. Sợ Duyên nghi ngờ, về xóm nói lung tung, cô cố gắng nở nụ cười. Mày nói công an tới nhà tao hả? Tao có ở nhà ở đâu mà biết? Chắc có chuyện gì đó ở bên nhà bác hai, chứ ở nhà có mình má tao à. Tao làm bộ đi qua nhìn thấy má mày đang nói cái gì đó, nhìn bả tội lắm, mày điện về hỏi xem có chuyện gì. Thấy không nên kéo dài chuyện này nên cô lấy cớ bận để cúp máy. Thúy cứ suy nghĩ hoài mà không biết công an đến nhà mình làm gì. Có bao giờ là chuyện liên quan đến ba không? Ba bị bắt vì tội giết người thì hôm điều tra viên có đến nhà một lần rồi, nhưng họ cũng chỉ hỏi rồi lập biên bản mà đi. Không lẽ bây giờ lại tới nữa? Lo lắng về việc mình đã làm cách đây mấy ngày, nhưng hôm đó cô đã kiểm tra rất kỹ. Hai ông bà Quang đều không có nhà, hàng xóm cũng vắng tanh, không lẽ có ma xó hay sao? Nhưng còn cái cảm giác có người theo dõi mình là sao? Việc người theo dõi liệu có liên quan gì đến chuyện này hay không? Thôi chi bằng, hãy cẩn thận vẫn hơn. Thai nhi đã bước sang tháng thứ 7 nên Thanh Nga tỏ ra mệt nhọc. Bà Hạnh nói với chồng chuyển lên cửa hàng ở để tiện chăm sóc con gái. Sáng nay Ngân đến sớm để rủ Nga đi siêu thị mua sắm đồ cho em bé. Thấy vậy bà Hạnh cũng muốn đi nên lên tiếng. Nhà mình cũng vừa hết một số gia vị, má cũng đi với con. Biết ý vợ nên ông Quang cười. Trời đất ơi, không muốn rửa chén thì bà cứ việc nói, cần gì phải đi làm vướng chân tụi nó. Bị chồng bóc mẻ trước mặt con, bà Hạnh cũng hỏng dừa. Tôi muốn đi mua một vài thứ không được hay sao? Ông không có nghĩ ra được câu nào hay để nói, toàn là nói xấu tôi không à? Bà muốn mua cái gì thì chiều tôi chở bà đi mua, còn bây giờ không lẽ bà để tôi một mình ở nhà hay sao? Thấy hai ông bà cứ trêu chọc nhau, làm hai cô cứ cười hạnh phúc. Cuối cùng Thanh Nga nói, thôi thì ba cũng để má đi với tụi con một bữa đi. Đi đâu cũng có ba giám sát nên má mất tự do đó. Má hen. Đúng rồi đó. Ba mày cứ như là ma xó không bằng vậy đó. Hai má con bay cùng phe nói xấu ba đúng không? Vậy thì ma xó này cũng đi luôn. Vậy là cả bốn người cùng đi. Trên xe hai ông bà lại tiếp tục khẩu chiến với nhau. Lúc đến đèn xanh đèn đỏ phải dừng xe lại. Nhìn qua kính chiếu hậu, Ngân thấy đậu ngay sau lưng mình là xe của Bình. Nhưng cô im lặng không nói cho ông bà Quang và Nga biết. Khi đến siêu thị Copmark thì cô dừng xe và vô cùng ngạc nhiên khi thấy xe của Bình đã đậu ở đó từ khi nào. Mọi người rủ nhau lên lầu khu mẹ và bé để mua sắm. Nhìn những phụ kiện dành cho trẻ sơ sinh thật là dễ thương, làm cho Ngân bỗng chạnh lòng. Nếu như lần đó cô không chia tay với Bình thì có khi cô cũng đã từng được làm mẹ. Bỗng, Ngân thấy bà Hạnh và Nga đi rẽ về hướng khu nhà vệ sinh, thì Ngân mỉm cười. Phụ nữ bầu những tháng cuối thường phiền phức như vậy đó. Nhưng vì có bà Hạnh đi cùng, nên Ngân cũng yên tâm mà tiếp tục lựa chọn đồ cho vào xe đẩy. Điện thoại của Ngân có cuộc gọi đến. Mở ra xem thì là cuộc gọi của Bình. Không biết anh ta gọi cô có chuyện gì. Thôi thì đã chia tay nhau, mà giờ đây cô cũng đã có Hải thì không nên gặp lại nữa. Nghĩ vậy nên cô bấm nút tắt. Nhưng hình như anh ta vẫn không buông tha cho cô nên cứ gọi liên tục hết cuộc này đến cuộc khác, làm cho cô bực bội. Chúng ta không còn chuyện gì để nói, tôi đang bận. Gặp nhau một chút đi, anh đang đứng phía sau em nè.
Ngân quay lại thì thấy Bình đang đứng phía sau giơ tay vẫy, thì không muốn ông Quang hiểu lầm chuyện không hay nên cô tiến về phía ông lễ phép. Dạ, cháu gặp anh Bình một chút. Ông Quang không trả lời mà chỉ gật đầu, mắt vẫn lơ đãng nhìn đi hướng khác, nơi mà vợ con của ông đi cũng đã lâu mà chưa thấy quay lại. Linh tính có chuyện không lành nên ông vội đi về hướng dãy nhà toilet. Lúc này bà Hạnh đang đứng chờ con gái ở bên ngoài, chợt nhìn thấy Thúy từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra, mắt lấm la lấm lét rồi vội chạy ra ngoài. Bà hốt hoảng, không ngờ cô ta cũng có mặt ở đây. May mà bà nhìn thấy, nhưng cô ta vừa làm gì ở trong đó? Con Nga đi vào vệ sinh còn chưa ra ngoài. Quá lo lắng nên bà vội chạy vào tìm con, thì quỵt một cái bà trượt chân té xuống nền nhà, trơn trượt toàn là xà bông đổ trên sàn, nên la lớn. Trời ơi, ai đổ xà bông ra đây? Chết tôi rồi! Nga đang ở trong phòng vệ sinh nghe tiếng động lớn bên ngoài, kèm theo tiếng la của mẹ, thì vội mở cửa định chạy ra. Nhưng khi nhìn thấy con gái thì bà Hạnh hét lên. Nền nhà có xà bông trơn lắm, con đứng nguyên ở đó đi, không có được ra té đó. Sao kỳ vậy chứ, lúc con vào có sao đâu. Còn Thúy, chính nó. Má vừa nói cái gì, tại sao con Thúy cũng có mặt ở đây, nhưng còn má thì sao? Đúng lúc đó thì ông Quang cùng mọi người nghe tiếng la nên chạy tới, thấy bà Hạnh té sóng xoài dưới nền nhà thì vội đến đỡ bà, cùng với Nga vội vàng ra xe đến bệnh viện. Từ trong toilet đi ra, thấy Bình đang ngồi nói chuyện cười rất tươi với Ngân, thì Thúy không giữ nổi bình tĩnh, vội xông tới, chỉ thẳng mặt cô mà hét lên. Con kia, mày tưởng mày là ai? Bình vội chạy tới ôm Nga người cô ngăn lại. Thúy, em sao vậy? Đây là Ngân. Ngân nhìn cô ta khinh bỉ. Anh không cần phải giới thiệu, thật là hai người khéo chọn quá, nồi nào úp cái dung đó. Mày vừa nói cái gì? Ngân cũng không phải vừa, cô chỉ thẳng mặt con Thúy mà hét lên. Tao nói tụi mày là một lũ. Nhưng Ngân chưa kịp nói hết câu thì vèo một cái, một chiếc giày của con Thúy nó bay sượt qua mang tai, may mà không trúng vào mặt. Con Thúy nó quá dữ dằn, mặc dù bị Bình ôm ngang bụng nhưng vẫn kịp giơ chân đá về phía Ngân. Hình như chỉ chờ có vậy, hai anh công an ở đâu xuất hiện. Vừa nhìn thấy công an thì mặt cô ta tái mét, miệng lắp bắp. Công an! Tiếng con Thắng rành rọt từng lời. Chạy đi đâu vậy cô Thúy? Nghe gọi đích danh tên mình, cô ta giật mình hoảng hốt. Sao ông lại biết tên tôi? Ông là ai? Cô không có quyền hỏi tôi là ai. Muốn biết thì mời cô về đồn để lấy lời khai. Tôi không có việc gì phải đi cả. Nếu các ông bắt tôi thì phải bắt cả cô ta. Chính cô ta là kẻ thứ ba quyến rũ người yêu tôi, nên tôi mới bảo vệ tình yêu của mình, thì sao lại có tội chứ? Thấy Thúy bị công an bắt, Bình tỏ ra binh vực Ngân. Cô đừng có nói nhảm vậy. Ai là người yêu của cô? Ngân mới chính là người vợ sắp cưới của tôi. Thúy hét lên. Anh mới nói cái gì? Đồ khốn nạn, đồ sở khanh. Nhưng hình như Bình không thèm bận tâm đến những câu nói vừa rồi của Thúy. Anh ta tự nhiên ôm Ngân tỏ vẻ tình cảm. Đúng không em yêu? Tha thứ cho anh nghe. Giả như ngày trước khi nghe những câu nói đó thì cô sẽ cảm động lắm. Nhưng bây giờ thì khác. Ngân đẩy anh ta ra rồi quay sang ông Thắng nói lớn. Tôi muốn tố cáo anh ta chính là kẻ đã lừa tình lừa tiền của tôi. Bình ngạc nhiên đến bất ngờ bởi tình huống này. Tên Bình vẫn nắm chặt tay của Ngân không buông mà năn nỉ. Vợ chồng mình hiểu lầm thôi mà, em bỏ qua cho anh nghe, anh hứa sẽ chăm sóc cho em. Ngân cười mỉa mai. Cái trò đó bây giờ xưa rồi, chồng sắp cưới của tôi đang đến kia kìa. Nếu anh không bỏ tay ra thì ăn đòn đừng có trách. Luật sư của tôi sẽ làm việc với anh. Thúy ngoái đầu lại thấy Hải đang đi đến thì vội la lên. Anh Hải ơi, cứu em với. Nhưng ông Thắng đâu có mất nhiều thời gian để cô ta tìm cách thoát thân. Cái còng số 8 đã bập vào tay cô ta lôi đi. Xong ông Thắng quay lại. Lúc này Thanh Bình đang lay quay định chuồng. Nhưng ông Thắng đã quay lại lên tiếng. Sao con lên xe còn đứng đó? Hay lại phải còng số 8 mới chịu? Dạ không, tôi đi. Chân bước theo những anh công an. Nhưng anh ta ngoái lại phía sau nhìn Ngân với vẻ mặt thật buồn. Ánh mắt đã ướt từ khi nào.
Ngân vội quay đi để tránh phải nhìn thấy ánh mắt đó. Đúng lúc này, một bờ vai của Hải đã ghé vào cùng với giọng nói thật là ấm. Dựa vào vai anh đi em, nếu khóc được thì em hãy khóc đi cho nó nhẹ lòng. Như một đứa trẻ, cô gục đầu vào vai anh mà khóc. Bỗng cô ngẩng lên hỏi anh. Ủa, vợ chồng bác Quang và Nga đâu rồi? Chính bác Quang điện báo cho anh bác Thắng và gọi anh đến đây đón em. Hai cha con đưa bác gái vào bệnh viện rồi. Anh nói cái gì? Tại sao bác gái lại phải vào bệnh viện? Hải kể sơ bộ cho Ngân nghe về việc Thúy cố tình đổ xà bông ra nền nhà vệ sinh để nhằm mục đích cho Nga trượt chân té, ảnh hưởng đến cái thai. Nhưng may là bà Hạnh đứng chờ ở ngoài, thấy cô ta từ ở trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thì rất khả nghi nên vội chạy vào, và lúc này bà bị té. Nghe xong, Ngân tỏ ra vô cùng tức giận. Cô ta là con rắn độc, nhất định phải trừng trị thật nặng để còn răn đe kẻ khác. Thấy Hải cứ nhìn mình cười, cô quên luôn rằng mình đang khóc mà hỏi anh. Nhìn gì mà dữ vậy? Bộ em lạ lắm hay sao mà cười? Anh muốn hỏi em là không có khóc nữa hả? Đã hơn 20 phút, nhưng Thúy vẫn ngồi khóc và luôn miệng nói câu xin lỗi. Ông Thắng cười. Tôi đã hỏi gì đâu mà cô xin lỗi. Vậy cô biết lỗi của mình rồi thì cô viết vào tờ khai đi. Vậy nghe. Cô ta quỳ sụp xuống van xin. Cháu xin bác nể tình bác Quang mà tha cho cháu. Từ nay trở đi cháu không có làm vậy nữa. Cháu sẽ chăm sóc bác hai, không có dám quậy phá nữa. Cô đứng dậy đi. Cô về mà lại người mẹ của cô chứ lại tôi làm gì. À mà cô cũng đâu có được về nữa. Cháu xin bác thả cháu ra đi. Cũng là cháu muốn chọc chị Nga thôi. Không có ngờ bác Hạnh lại đi vào. Ông Thắng chiếu ánh mắt sắc như dao về phía cô ta, gằn từng tiếng. Nếu như người bị té không phải là bà Hạnh mà lại là cô Nga mang bầu hơn 7 tháng thì có nguy hiểm không? Cháu chỉ đổ có một ít thôi, không có ngờ nó lại trơn như vậy. Cháu xin lỗi. Vậy còn gói thuốc phá thai mà cô đổ xuống giếng nước nhà ông Quang thì ít hay nhiều? Giật bắn mình vì quá bất ngờ, cô ta há hốc miệng ú ớ. Thuốc nào? Cháu không có hiểu. Vậy cô có cần xem camera cô bỏ thuốc xuống giếng hay không? Còn tờ giấy gói có dấu vân tay của cô thì do Duyên ném vào gốc cây hoa hồng đó. Không phải cháu. Vậy thì chứ còn dòng tin nhắn và hình ảnh mà cô gửi cho cậu Chiến hôm cô bỏ thuốc kích dục vào bình nước nhà ông Quang mục đích hại chị của cô thì đó mới đúng là cô làm. Tôi khuyên cô nên thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng có pháp luật. Bằng chứng rõ ràng nên cô không có chối được đâu. Cô ta mím chặt môi, hai mắt dằn lên tia máu đỏ. Dù có nằm mơ thì cô cũng không ngờ Chiến lại gài camera ở nhà ông Quang. Chính cái camera đó đã tố cáo việc làm của cô. Anh ta cũng chẳng qua là thằng đàn ông khốn nạn mà thôi. Vậy mà uổng công cô đã tôn thờ. Không ngờ bây giờ anh ta chết rồi mà vẫn còn bám theo để hại cô. Thúy lẩm bẩm. Anh chết đáng lắm, tôi căm thù anh. Ông Thắng cười cười. Công nhận, ông Sáu cũng đào hoa đó ha. Sống cùng lúc hai người vợ, mày vẫn có tiếng là người đàn ông mẫu mực. Cô ta nhảy chồm lên. Ông vừa nói cái gì? Ông nói tôi sao cũng được, nhưng tuyệt đối không có được đụng đến cha tôi. Chính mẹ con cô mới là kẻ ngu khờ để ông ta qua mặt. Bao nhiêu đất của ông bà ngoại cô đều bị ông ta bán đi đem về cho bà Tuyết, má của cậu Chiến mà không hay biết cái gì. Ngay cái việc cậu Chiến là anh của cô cùng cha khác mẹ mà cô cũng không biết. Đứa con trong bụng cô Nga cũng là giọt máu của nhà cô. Vậy mà đã có lúc cô đã từng nghĩ sẽ giết nó. Cô thiệt là độc ác. Tôi không tin, ông nói dối. Ông Thắng bồi thêm cái đoạn quyết định. Vậy có bao giờ cô thắc mắc ngày cưới của cậu Chiến và cô Nga mà ông Sáu không có đi dự không? Bởi vì ông ta làm nhiệm vụ giữ chân cô ở nhà, ông ta phải bảo vệ đám cưới của con trai mình. Ông ta âm mưu định giết ông Quang cũng chẳng qua muốn giành cái tài sản của nhà vợ con trai của ông ta mà thôi. Vậy mà cô vẫn còn ngây thơ ôm mối hận với chính gia đình ân nhân của mình, yêu đương mù quáng chính anh trai cùng cha khác mẹ mà không hề biết. Cũng may ông trời có mắt nên hai người không có lấy nhau. Thúy khóc ôm đầu tỏ ra đau đớn khi nghe ông Thắng nói ra sự thật. Bây giờ cô hối hận thì cũng không có kịp nữa. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt ràn rụa, nhận tội với cơ quan điều tra. 2 năm sau, nhà bà Hạnh lúc nào cũng ồn ào
bởi hai ông bà luôn mâu thuẫn trong việc nuôi dạy bé Thắng, con của Nga. Ông Quang thì chiều cháu ngoại, còn bà Hạnh thì nói ông chiều quá cháu sẽ sinh hư. Hôm nay chủ nhật nên vợ chồng Hải Ngân và cả Vinh cũng có mặt. Nhìn cái bụng lùm lùm 3 tháng của vợ mà Hải lo lắng. À, hình như con mình không có lớn hay sao đó. Ngân quýt chồng. Anh nói nhảm cái gì vậy? Thì cũng phải từ từ chứ. Anh nhớ hồi Nga mang bầu bé Thắng bụng lớn lắm mà. Vinh và Nga từ trong nhà đi ra, thấy vợ chồng Hải đang cãi nhau thì lên tiếng. Hồi đó là Nga bầu 7 tháng rồi, còn Ngân bây giờ mới có 3 tháng à. Hải quay sang nhìn Vinh lên tiếng. Ông thì biết cái gì mà cũng lên tiếng, cưới lẹ Linh cho tôi còn nhậu. Vinh cầm tay Nga áp lên ngực mình, làm cô bẽn lẽn. Mình cưới nha em, anh chịu hết nổi rồi. Ai bắt anh chịu chứ, vô duyên à. Ông Quang nhìn đôi trẻ mỉm cười thật là hạnh phúc. Cuộc sống là vậy đó, với muôn màu muôn vẻ, sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng. Cuộc sống do con người tạo ra, chỉ khác nhau ở từng gam màu mà thôi. Chắc chắn ở hiền sẽ gặp lành, còn gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, tác giả Nguyễn Hiền. Lâm Phương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong bộ truyện mới. Chào tạm biệt.